đẹp là của mình rồi. Lên luôn đi. Chào mọi người. Đang cứu người chạy ra. Gì theo đấy? Tôi là thứ nhà. Mọi người về cái cây của quán mình nhỉ? Mấy khi về chùa. Quay cái nhãn hiệu áo rồi đẹp ra đây. Đấy. Quán cơm chay Sen Ngọc, chùa Địa Tạng, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Xin mời mọi người. Ơi, nhà tiếp khách kìa. Bồi bàn. Này, bà Thu. Quay đây, em Thảo ơi. Em Thảo đẹp trai ơi. Anh Thảo. Cứ làm đi, cứ bình tĩnh. Chứ là có cảnh cái gì chứ mày. Đó, quay cậu đây này. Ô mẹ bận à, bận rối lên còn có mở mắt là lúc nào mà quay. Lúc ấy mẹ có mà chạy. Người ta quay là người ta biết nên trình hình rồi, không phải lắm chuyện. Cô quay tầm 6 giờ nên mới bật đèn cái bình. 6 giờ đã ở đây đâu? 5 rưỡi mình vẫn còn. Vẫn còn ở nhà, có khi trên giường chưa dậy. Không, tối. Quán cơm chay Sen Ngọc xin kính chào quý khách. Chào đi. Chào mọi người. Ô. Mình mời mọi người về quán buffet chay tại chùa Địa Tạng với chúng tôi nhé. Chay Sen Ngọc. Hả nha.